hai tỳ kheo hải vân phó tháp thứ hai trị địa trụ bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của thiện tri thức chánh niệm quán sát môn trí huệ quang minh chánh niệm quán sát môn bồ tát giải thoát chánh niệm quán sát môn bồ tát tam muội chánh niệm quán sát môn bồ tát đại hải chánh niệm quán sát môn chư phật hiện tiền chánh niệm quán sát môn chư phật phương sở chánh niệm quán sát môn chư phật quỹ tắc chánh niệm quán sát môn chư phật đồng cõi hư không chánh niệm quán sát môn chư phật xuất hiện thứ lớp chánh niệm quán sát môn chư phật sở nhập phương tiện thiện tài đồng tử từ từ đi về phương nam đến nước hải môn hướng về tỳ kheo hải vân đảnh lễ dưới chân ngài đi nhiễu bên phải rồi ở trước chắp tay nói như vậy Đức Thánh, con từ trước đã phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, muốn vào biển tất cả biển trí vô thượng, mà chưa biết bồ tát làm thế nào có thể bỏ nhà thế tục sinh vào nhà như lai làm thế nào có thể vượt qua biển sinh tử nhập vào biển trí của phật làm thế nào có thể lìa bậc phàm phu nhập vào bậc như lai làm thế nào có thể dứt dòng sinh tử nhập vào dòng bồ tát hạnh làm thế nào có thể phá vòng sinh tử thành vòng nguyện bồ tát làm thế nào có thể diệt cảnh giới ma hiển cảnh giới phật làm thế nào có thể cạn biển ái dục nuôi lớn biển đại bi làm thế nào có thể đóng cửa các nạn cõi ác khai mở cửa đại niết bàn làm thế nào có thể thoát khỏi thành ba cõi nhập vào thành nhất thiết trí làm thế nào có thể xả bỏ tất cả đồ vật chơi tốt đều dùng lợi ích tất cả chúng sinh Bấy giờ, tỳ kheo Hải Vân bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, ngươi đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chăng? Thiện tài thưa, vâng, con tử trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tỳ Kheo Hải Vân nói, thiện nam tử, nếu các chúng sinh không trồng căn lành, thì không thể phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, phải đắc được phổ môn căn lành quang minh, đầy đủ đạo chân thật tam muội trí quang, sinh ra đủ thứ biển phước rộng lớn, nuôi lớn pháp trắng tịnh, không có giải đãi, phụng thờ thiện tri thức, không sinh mỏi nhàm, không kẻ thân mạng, không hề cất chứa, tâm bình đẳng như đất, không có cao thấp, tánh thường thương xót tất cả chúng sinh, nơi các cõi chuyên niệm không bỏ, luôn thích quan sát cảnh giới như lai, như vậy mới có thể phát tâm bồ đề. Người phát tâm bồ đề đó là phát tâm đại bi vì cứu khắp tất cả chúng sinh, phát tâm đại từ vì bình đẳng giúp đỡ tất cả thế gian, phát tâm an lạc vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt các khổ phát tâm lợi ích vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa pháp ác phát tâm ai mẫn vì người có sợ hãi đều giữ gìn phát tâm vô ngại vì xả lìa tất cả các chướng ngại phát tâm rộng lớn vì tất cả pháp giới đều đầy khắp phát tâm vô biên vì đồng cõi hư không chẳng có chỗ nào mà không đi đến phát tâm rộng lớn vì đều thấy tất cả các như lai phát tâm thanh tịnh vì trí huệ không trái với pháp ba đời phát tâm trí huệ vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ